Thưa quý vị, cuộc sống hiện đại hối hả, những câu chuyện vụn vặt đời thường xảy ra xung quanh chúng ta từ góc phố cho đến con đường hay là khu chợ, tưởng chừng như vô nghĩa. Thế nhưng dưới góc nhìn của nữ họa sĩ Lê Kim Mỹ, những khoảnh khắc giản dị đó đã trở thành cảm hứng sáng tạo nên các bức họa trong triển lãm mang tên Chuyện Thường Ngày. Triển lãm khai mạc vào tối ngày 1 tháng 3 tại Hà Nội. Ngôi nhà nhỏ nơi thôn quê yên bình, khung cửa sổ góc phố, cho đến những con đường làng dập dìu quang gánh của người phụ nữ vào sớm mùa đông, hay cuộc sống thường nhật của ngư dân làng chài. Những bức họa đó đều ẩn chứa một câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày mà nữ họa sĩ Lê Kim Mỹ đi và quan sát thấy. Mỗi khoảnh khắc đó đều được bà ghi lại theo cách cảm nhận riêng. Hà Nội là một cái đề tài mà không bao giờ hết. Đấy. Hà Nội nó vừa cũ và nó vừa mới. Bên cạnh cái rất là cũ của các cái phố cổ thì nó cũng có những cái xe máy, những cái ô tô của thời hiện đại. Đối với cô khi vẽ thì cô đều tâm huyết với tất cả mọi thứ, rất là nhỏ bé, đều phải quý trọng từng chi tiết. Khi bắt đầu vẽ cái, khi bắt đầu làm việc thì luôn luôn yêu thích tất cả việc và đều chăm chú. Dẫu là vẽ một con chim hay là vẽ một cái nhân vật vĩ đại thì nó đều như thế nhau hết. 50 bức tranh thuộc hai mảng chất liệu là lụa và sơn mài, được tác giả vẽ theo kiểu ký họa. Chuyện Thường Ngày cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của Lê Kim Mỹ, nữ họa sĩ, giảng viên mỹ thuật sau 30 năm giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Việt Nam. Nhưng ở đây chúng ta có thể gặp những cái tranh sơn mài mini. Nó rất xinh nhỏ, nhưng nó cũng chứa đựng đủ cái câu chuyện ở bên trong bức họa. Chúng ta có thể thấy được cái đời sống thường ngày của người Hà Nội, một cái góc phố hay là ở trong những cái căn nhà nhỏ của người Hà Nội. Và tôi cho rằng là cái con mắt tinh tế của bà đã tạo nên thực sự cái duyên cho phong cảnh, duyên cho từng bức họa của bà. Cách thể hiện ngôn ngữ trên hai chất liệu truyền thống của Việt Nam là lụa và sơn mài cũng là một cái nét riêng hết sức độc đáo của họa sĩ Lê Kim Mỹ. Tranh lụa là sở trường của họa sĩ. Họa sĩ làm theo mảng sơn mài, nó có sự gì khỏe mạnh hơn, nó cứng cáp hơn, nhưng mà nó vẫn bộc lộ cái bản chất của người họa sĩ là dịu dàng, mềm mại. Các tác phẩm trong triển lãm Chuyện Thường Ngày được họa sĩ Lê Kim Mỹ vẽ từ năm 2010. Với bà, vẽ là một niềm vui lớn và những câu chuyện thường ngày vẫn sẽ tiếp tục được kể qua thời gian bằng niềm đam mê hội họa để lưu giữ chút hơi thở cuộc sống của những tháng ngày đã qua. Những hình ảnh vừa rồi cũng khép lại bản tin văn hóa Việt ngày hôm nay của kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.